Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lòng thành tâm và tha thiết, tu hành của người Iran, phần 1 trên 4, trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 tại Đài Loan, Formosa. Xin cảm ơn sư phụ, con bây giờ ổn rồi, nhờ ân điển bao la của Thượng Đế. Cả ngày con không cảm thấy đau. Sư phụ thương con rất nhiều, con xin cảm ơn sư phụ. Con kính chúc Ngài trường thọ, sống lâu muôn tuổi. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Thượng Đế. Ở nhà rất an toàn và yên ổn. Tại sao lại đến đây ngồi trên sàn nhà? Vì chúng con nhớ sư phụ và muốn gặp sư phụ. Quý vị đã gặp tôi nhiều lần rồi, phải không? Dạ, càng gặp lại càng muốn. Thật là giỏi viện cớ. Chúng con rất muốn gặp Ngài. Rồi, thế thì quý vị nhìn thêm cho đáng. Tiền vé máy bay đi. Chúng con rất muốn gặp sư phụ ạ. Sư phụ đẹp quá. Từ đâu tới? Trung Quốc hả? Dạ, Trung Quốc. Đi bao lâu? Đi máy bay bao lâu? Dạ, mất 2 ngày. Bay mất 2 ngày sao? Dạ, thêm thời gian chờ đợi và chuyển vé máy bay nữa. Sao phải cực nhọc như vậy? Cho dù có thương tôi, quý vị cũng đâu cần gặp. Quý vị có gặp tôi cũng không bao giờ là đủ. Chúng con chỉ cảm thấy nhớ Ngài thôi. Càng nhìn quý vị càng muốn nhìn thêm. Biết làm gì đây? Tôi định thiền, nhưng quý vị đánh thức tôi dậy. Cảm ơn sư phụ. Tại sao quý vị chọn thời điểm này trong năm? Sao không chọn dịp Tết? Dạ Tết chúng con cũng có đến rồi. Tết cũng đến rồi. Các hãng hàng không và công ty vận chuyển công cộng ở Trung Quốc chắc hẳn rất cảm ơn tôi, đúng không? Nhờ tôi mà họ kiếm được nhiều tiền. Dạ phải. Đáng lẽ họ phải cho tôi tiền hoa hồng, nhưng họ không cho tôi gì cả. Cậu vẫn còn đi học hả? Cậu là sinh viên giàu, đến giờ, đến nhiều lần và ở lại cũng nhiều. Ngày mai về rồi à? Về đi học, phải không? Dạ phải. Cậu còn rất trẻ và rất có tài. Cảm ơn sư phụ, tôi hãnh diện về cậu. Tôi cũng thích dương cầm. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Thật ra, tôi thích đủ loại nhạc cụ. À, xa vậy mà chỉ đến để dự dịp lễ mẹ thôi à? Chuyến đi đến đây thực sự xứng đáng. Dạ thật vậy ạ, nếu có thể năm nào con cũng muốn đến ạ. Ồ chà, tôi thấy anh rất thường xuyên. Dạ, con thích chỗ mới này. Hoan nghênh, cảm ơn sư phụ vô vàn. Anh bị gì vậy? Bị gãy à? Dạ không, con bị anh ấy phẫu thuật. Phẫu thuật? Trời ơi. Và anh phải đến ngay như thế sao? Không chờ đến khi lành hẳn được sao? Việc này ngoài dự tính. Con nói với bác sĩ con phải đi xa. Bác sĩ nói không sao, chỉ cần đi cẩn thận là được. Chắc chắn rồi, chỉ là không thoải mái lắm. Khi anh phẫu thuật mũi và rồi phải du hành chặng đường dài như vậy, từ đâu đến? Iran ạ. Hoan nghênh. Chào mừng.
Cảm ơn sư phụ. Anh cũng từ Iran à? Chà, ban đầu tôi định ở lại trong hang động 1 tháng 3 ngày liên tục như vậy. Tôi đã thông báo như vậy, rồi quý vị vẫn cứ đến, nên tôi không nỡ lòng nào không gặp quý vị. میگی که من باید برای 1 ماه و 3 روز اونجا می نشستم توی جایی که هستم اکتفاق می کردم ولی شما ولم نمی کنین میاین اینجا و منم اون قلبی رو ندارم اینقدر سخت دل بیرم که نیام بیرون و شماها رو نبینم از شما ممنون و chúng con rất biết ơn và cảm ơn ngài. Không có chi, chúng con biết ơn và cảm kích điều đó. Chúng con đã cố đến đây để gặp ngài. Chúng con thật sự xin lỗi nếu đã quấy rầy ngài bế quan, xin tha lỗi cho chúng con. Chúng con đi chuyến này là để gặp sư phụ, nhưng chúng con rất tiếc và xin lỗi không làm chúng con làm phiền ngài, khiến ngài ngừng bế quan. Không sao, thực sự không phải là làm phiền, không phải thế. Không đâu, tôi chỉ ngạc nhiên. Tôi quên dịp này là ngày lễ mẹ và sinh nhật của tôi quên. Quý vị sẽ có cớ để đến, tôi quên. Con xin chúc mừng ngày lễ mẹ và chúc mừng sinh nhật sư phụ. Con kính chúc ngài trường thọ. Your birthday and Mother's Day, Master. Ah, very good. Tốt I lắm. Have too many children. Tôi có quá nhiều con cái. I wish I could ước do chi everything tôi có thể làm được at the same time. Mọi việc cùng lúc. It's not that you bother không me. Phải là quý vị làm phiền tôi, chỉ là thế giới này thật giới hạn về nhiều mặt. I cannot do everything. Tôi không thể làm mọi time. Việc cùng một lúc. میگه که شما منو اصلا اذیت نمی‌کنین فقط متأسفانه این دنیا خیلی محدوده نمیشه همه کارا رو با هم انجام داد ما همینا رو درک chúng con hiểu hết ạ và rất biết ơn ngài, nhưng chúng con ở đây đại diện một dân tộc cần ngài giúp đỡ. We understand that, Master. And but we came from the country that really needs your blessing. Yes, I know. À, tôi biết. Tôi thương quốc gia quý vị. Trước đây tôi đã từng tới đó. Con thương sư phụ. Tôi cũng thương quý vị. Thật vậy, đó là lý do tôi ra ngoài. Đó là lý do tôi ra đây, đặc biệt vì quý vị. Lúc nãy tôi vừa nói với ai đó, hình như tôi thấy có một vài người. Tôi nghĩ họ đến từ Iran và họ rất già. Xin lỗi, không có ý nói quý vị. Và họ thậm chí lặn lội đường xa, trải qua nhiều gian khó để tới đây gặp tôi. Đó là lý do tôi cần phải ra. Tôi vừa nói với ai đó trước khi đến đây. ولی دیدم که شماها اومدین و فقط به خاطر شماها هم اومدم بیرون که ببینمتون. Đúng vậy đó. Cảm ơn sư phụ. Chúng con sẽ không bao giờ quên lòng nhân ái của ngài. Chúng con xin đội ơn ngài. Và hy vọng rằng dân tộc chúng con cũng có thể ăn thuần chay, sống trong hòa bình và thanh bình. We thank you so much for your kindness that you came out for us. Yes. It's truly like thực sự là như vậy. Cũng có một vài cô gái và tôi biết họ cũng đến từ Iran, nhưng họ là các cô gái, họ đi tới đi lui dễ dàng. Ngoài ra họ còn trẻ và có nhiều cơ hội hơn, nhiều thì giờ và nhiều dịp hơn. Còn quý vị trải qua mọi khó khăn để đến đây làm tôi cũng rất cảm động. میگه که من تعداد دیگری خانوما رو دیدم که اومدن اینجا ولی اونجا اونا فرق میکنن راحتن جوونن برای اونا اینقدر مشکل نیست که این راهو بیان ولی برای شماها که این راه دور و دراز رو طی کردید با این مشکلات واقعا قلب منو به چیز انداخت nhất là anh chàng bị vấn đề về mũi آقایی که دماغش عمل کرده با این وضعیت اومده
Chúng con rất biết ơn, nhưng chúng con sẽ nhẫn chịu mọi gian khó để được gặp sư phụ. Chúng con xin cảm ơn. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn sư phụ vô vàng. Chúng con sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, dù là hình sinh gian khó để đến gặp Ngài. Quý vị làm tôi muốn khóc. Cảm ơn tình thương của quý vị. God bless you. Thượng đế gia trì, đấng Allah ban phước cho quý vị. Tiên tri Mohammed, bình an đến với Ngài, cũng ban phước cho quý vị. Cầu xin Allah ban phước cho Iran tráng lệ. Your people are great. Dân tộc quý vị vĩ đại. Very, very dân tộc vô cùng giàu đạo tâm. مردمای خیلی روحانی هستند. For your tears. Cho anh lau nước mắt. And và dân tộc very vô cùng kiên cường. Và خیلی مردمای قوی هستند. Strong inside. Kiên cường bên trong. Maybe one day, có lẽ ngày nào đó thế giới sẽ hòa bình hơn, khoan dung hơn, và tôi có thể đến viếng quốc gia quý vị. Chắc chắn rồi ạ, chúng con sẽ nghênh đón Ngài bằng tất cả tấm lòng. Tôi tin điều đó. Đồng tu Iran có nhờ chúng con chuyển lời tôn kính chào Ngài và nói rằng họ thương Ngài rất nhiều. Trong tâm họ rất yêu quý Ngài. We are representatives of the others, brothers and sisters in Iran. They send their love to you and really they appreciate what you're doing. Thank you. Cảm ơn quý vị. Tôi cảm thấy như người Iran là những người thành tâm nhất. Họ sẽ không bao giờ có ngay cả một mảnh may hay một sát na hoài nghi trong tâm họ một khi họ đã theo một vị minh sư. Họ thật thành tâm, thật thuần khiết. Tôi cảm thấy như vậy đó. Người Iran sẽ hy sinh tất cả mọi thứ họ có một khi họ cảm thấy thực chất và sự hiện diện của Thượng Đế, và chúng con đã cảm nhận sự hiện diện của Thượng Đế trong Ngài. Thank you. Cảm ơn quý vị. Đối với những người đã liễu ngộ, biết Ngài, gia đình và tài sản không còn quan trọng nữa. Ngài ban cho họ cả hai thế giới, có cả hai, chẳng đáng gì đối với người đã say mê Ngài. Đó là một bài thơ. Anh ấy nói rằng, đối với ai đã biết Ngài, những thứ họ có không còn quan trọng nữa như gia đình, con cái, bất cứ gì trên thế gian. Ngài khiến cho họ thoát khỏi đầu óc và rồi ban cho họ cả hai thế giới. Nhưng người đã thương Ngài, họ không cần bất cứ thế giới nào, chỉ cần sư phụ thôi. Đúng. Chúng con muốn cháy rụi trong tình thương của Ngài. Oh, xin đừng. Hãy sống cho tôi nhờ. Quý vị cần mang, cần lan truyền phước lành cho quốc gia quý vị. Tôi biết đó chỉ là ngụ ý. Dạ. Người Iran giàu đạo tâm,
Họ rất nhiệt thành như vậy đấy. So passionate. Thật nhiệt thành. Is the way they feel. Họ cảm thấy như vậy bên trong. خیلی شوق و ذوق دارن به روحانیت. این در وجودشون هست. I just don't know why. Tôi không biết tại sao người Iran lại như vậy. و من نمیفهمم چرا ایرانی‌ها اینطور هستند. Yes, because in many Đúng, vì ở nhiều quốc gia cũng có truyền thống, cũng nói về âm thanh, thiên đàng nội tại và minh sư tại thế. Nhưng tôi không cảm thấy những chủng tộc khác tha thiết đến như thế về việc tìm minh sư tại thế. Và một khi tìm được rồi, lại rất nhiệt thành tu hành, tin tưởng theo vị minh sư đó. در وجودشون هست درباره نور و صدا و این جور چیزا ولی نمیدونم ایرانی ها چرا اینقدر ذوق و شوق دارن نسبت به روحانیت و وقت واقعا میخوان که استاد زنده رو پیدا کنن و به هر صورتی که هست دنبالش برن. Can you tell me why? Anh có thể nói cho tôi biết lý do không? چرا اینجوری هستن ایرانی ها نسبت به کشورهای دیگه؟ خودمونم نمیدونم. Chính chúng con cũng không biết. که شما میگید همین هست. Nhưng đúng như Ngài nói, mỗi cử động, mỗi hành động, mọi thứ đều vì Thượng Đế. Tôi cũng không biết, chỉ là ở trong máu của người Iran. Dạ đúng vậy ạ. Tôi thực sự thương quý vị. Chúng con thừa hưởng từ dòng sữa mẹ. The milk of mother is mean is a heritage, heritage from our ancestors, their beliefs and faith. Okay. Đúng. Trong DNA của họ. Yes, DNA. Yes. Dạ DNA. Yes. Dạ DNA thưa sư phụ. Trong DNA của chúng con. It's good for you. Tốt cho quý vị. For your country. Và cho quốc gia quý vị. I feel also very. Tôi cũng cảm thấy rất hân hạnh có quý vị ở đây. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lòng thành tâm và tha thiết, tu hành của người Iran, phần 2/4 trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh và tiếng Trung Hoa vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 tại Đài Loan, Formosa. Chắc chắn người dân, các quốc gia khác cũng có đức tin và cũng thành tâm, nhưng tôi chỉ cảm thấy người Iran nhiệt thành hơn. Thế thôi. Tôi không có ý nói người dân khác không có đức tin, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó ở người Iran rất tha thiết, rất mãnh liệt. میگه که کشورهای دیگه هم من میگم که اونا هم خب ایمان دارن خیلی با شوق و ذوق هستن ولی یک چیز دیگه ای هست در ایرانیا که واقعا شوق و ذوقشون خیلی یعنی طبیعیه و واقعا باور نکردنیه این به این صورت ما به اینکه chúng con thật vinh dự افتخار میکنیم được làm đệ tử của ngài. Chúng con sẽ vui vẻ chết và tái sinh chỉ để được gặp Ngài một lần. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra trên hành trình đến đây gặp Ngài cũng không thành vấn đề. Cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn Sư Phụ. Tôi rất hân hạnh biết một số người tầm đạo hết sức thành tâm như vậy. Tôi tin chắc đấng tiên tri bình an đến với Ngài
sẽ vô cùng hạnh phúc và ban phước cho quý vị. Chúng con cũng vui ạ. Và khi về nhà, xin hãy nói với tất cả người dân Iran rằng tôi thực sự thương họ, thực sự nghĩ về họ rất nhiều. Dạ vâng, chúng con chắc chắn sẽ nói vậy. Chúng con sẽ nói như vậy. Được rồi. À, trước khi quên, không biết ngày mai tôi có ra nữa hay không, nên tôi sẽ cho quý vị thêm một số bánh thuần chay mang về. Lần trước tôi đã cho một số, nhưng đây là những người mới. Quý vị có thể chia nhau, có thể gửi bằng điện tử cho những người khác, bảo họ là với tất cả tình thương của tôi. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Một số cho nam chúng, một số cho nữ chúng, những người mới. Cũng có thể chia với người khác, bất cứ ai ở cần ở đây, người Iran, vì rất khó khăn cho quý vị đến đây, rất hiếm khi. Dạ vâng, chúng con sẽ chia ạ. Vâng, chắc chắn ạ. Cảm ơn sư phụ về quà gia trì. Quà gia trì của Ngài về cho bằng hữu. Chúng con thật vinh dự được đem quà gia trì của Ngài về Iran cho bằng hữu. Anh chị em đồng tu rất thích đến đây gặp Ngài. Thưa sư phụ, tôi biết điều đó. Tôi làm mọi việc trong thánh ái, trong sự nhân từ và ân phước của Thượng Đế. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Và nếu chúng con thương Ngài như vậy, điều đó cũng đến từ Thượng Đế. Con biết và tin vào điều này. Đây là lý do chúng con thương Ngài, bởi vì chúng con biết Ngài đến từ Thượng Đế. Được rồi, được rồi. Tôi tin quý vị. Tôi mừng là quý vị cũng nghĩ như thế. Bất kể tôi có đến từ Thượng Đế hay không, tôi thật sự làm việc cho Ngài và cho những người tin vào Thượng Đế và cho con người và cho bất cứ chúng sinh nào đau khổ trên thế gian này và tại các thế giới khác thấp hơn. Chúng con hoàn toàn tin vào điều này ạ. Tôi không sống cho điều gì khác. Đời tôi chỉ dành cho Thượng Đế và cho những người đau khổ và những chúng sinh khác. Có lẽ đó là điều thu hút quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tình thương của Thượng Đế chắc chắn là vậy ạ. Và chúng con cảm ơn Ngài vì mọi đau khổ mà Ngài đã chịu thay cho chúng con. Chúng con cảm kích mọi việc Ngài đã làm. Rất sẵn lòng, cảm ơn Ngài. Nếu thương con cái của mình, quý vị sẽ làm bất cứ gì cho họ. Tôi cũng vậy. Chúng
Với chúng con, Ngài đáng quý hơn cha mẹ. Ngài là sư phụ của chúng con. Cảm ơn quý vị. Đừng nói thế với cha mẹ quý vị. Họ sẽ ganh tị đấy. Thành ra tôi ngạc nhiên, nghĩ là ngày lễ mẹ, quý vị sẽ ở nhà với mẹ, làm gì đó cùng mẹ quý vị, nhưng rồi quý vị đều đến đây cả. Tôi rất bất ngờ. Ngay cả khi cùng với gia đình ở nhà, Ngài luôn luôn trong tâm trí chúng con. Ôi chà, đó là điều đã lôi kéo tôi ra khỏi hang động. Được rồi, đây là ân điển của Thượng Đế. Chúng con thật may mắn có cơ hội gặp Ngài. Nhờ ân điển và phước lành của Thượng Đế mà chúng con có thể đến đây gặp Ngài, thưa Sư Phụ. Tôi biết đó là ân điển của Thượng Đế, rất khó khăn cho quý vị. Trước đây khá lâu, tôi còn bàn với một người Iran mà tôi biết ở Áo. Tôi nói có lẽ tôi đến Thái Lan bởi vì tôi nghĩ người Iran có thể đến Thái Lan một cách dễ dàng. Và sau đó họ nói với tôi họ cũng có thể đến Đài Loan. Bây giờ tôi mừng là không phải đến Thái Lan. Bởi vì sẽ có rất nhiều rắc rối để chuyển tất cả chó và chuyển tất cả tài liệu, nhân viên, truyền hình vô thượng sư và tất cả hỗ trợ, tất cả công việc. Rất nhiều rắc rối nếu tôi chuyển nhà. Con tin chắc điều này xảy ra cũng được cũng là do ân điển của Thượng Đế. Ngài đã khiến nó có thể dành cho chúng con. Ân điển của Allah, của Thượng Đế. Cảm tạ Allah. Hôm nay là ngày Iran, không phải là ngày lễ mẹ nữa ha. Xin đừng phiền nha. Rất khó khăn cho họ đến đây. Giống như trước đây, rất khó khăn cho người Âu Lạc và cho người Hoa. Bây giờ quý vị tự do, quý vị tới lui như đi siêu thị. Vậy xin đừng phiền nha. Dành cho tôi một chút thời gian đặc biệt với họ. Có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ như vậy. Kính chào sư phụ. Chào. Chào sư phụ. Ngài là minh sư duy nhất cho chúng con ở Iran. Ngài là Thượng Đế toàn năng, Thượng Đế tại thế của chúng con. Chúng con tin Ngài. Chúng con tin rằng Ngài là Thượng Đế đấng toàn năng của cho chúng con. Làm sao cô biết? Chúng con biết, chúng con cảm nhận được. Chúng con nhận ra điều đó, chúng con hiểu điều đó trong tâm. Con xin lỗi sư phụ đã làm mất thời gian của Ngài. Con chỉ muốn nói là một cặp vợ chồng có một bé gái tên là Annie. Họ muốn nói tên của bé ở đây trước sự hiện diện của Ngài. Bé được 1 tuổi. Bé thương Ngài. Mỗi sáng tỉnh dậy đều đảnh lễ Ngài.
Chúng con có một cặp đồng tu và họ có một bé gái 1 tuổi, tên là Anil. Mỗi sáng bé đều tới đảnh lễ trước pháp tướng của Ngài. Mới có 1 tuổi mà làm điều đó rồi sao? Cách nào? Bé biết đi rồi hả? Bé chỉ biết đến pháp tướng của Ngài và chắp hai tay, và khi có khách đến nhà họ, điều đầu tiên là chỉ vào pháp tướng của sư phụ để khách có thể thấy, và bất cứ người nào khách vào nhà họ, bé gái cứ chỉ vào pháp tướng của Ngài. Cảm ơn sư phụ. Hay quá. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trẻ em thật tuyệt vời. Nói với sư phụ rằng, con không bao giờ tưởng tượng được là có thể đến thăm sư phụ. Nói với Ngài, con thương Ngài và con không biết cách bày tỏ cảm xúc. Con thương Ngài. Con thương Ngài. Con không bao giờ nghĩ là có một ngày con có thể đến gặp Ngài. Con thương sư phụ. Cảm ơn cô. Và con không biết làm sao để bày tỏ cảm xúc của con với Ngài. Thật khó. Khó mà bày tỏ tình thương. Nhưng tôi cảm nhận được. Cảm ơn cô. Tôi cũng thương cô và Thượng Đế gia trì cho cô. Rất khó cho tôi. Khó cho tôi quên rằng thế giới này là ảo tưởng. Nhưng còn khó hơn cho tôi quên tình thương của cô. Ý nói, cô và tất cả những người thương tôi. Và còn tất cả những chúng sinh thương tôi nữa. Do đó, tôi tiếp tục làm những gì có thể được để giúp quý vị, để ngày nào đó, quý vị cũng sẽ nhận ra rằng thế giới này thật sự là ảo tưởng. Nếu tôi có thể chết, bất kể là chết kinh khủng như thế nào, để toàn thế giới, tất cả những người đau khổ, tất cả chúng sinh có thể lập tức được giải thoát, tôi sẽ chết ngay lập tức, không hề nghĩ ngợi. Nhưng đó không phải là giải pháp. Cho nên tôi tiếp tục ở lại. Anh muốn nói gì hả? Chúng con chắc rằng những nỗ lực của Ngài còn đau đớn hơn sự chết. Và chúng con tin rằng chỉ có thể tìm được tình thương chân thật từ Ngài. Đúng vậy đó. Tôi không ngại. Tôi không ngại chút nào, chỉ là đôi khi thiếu kiên nhẫn, rằng kết quả đến quá chậm và lợi ích thì quá ít so với mong muốn của tôi. Nhưng thật ra, chúng ta có một số tin vui. Cảm ơn sư phụ. Tôi chưa kết thúc cuộc bế quan, mà tôi đã có thể tới được nhiều cảnh giới khác nhau. Ý tôi là nhanh hơn so với trước đây. Và quý vị không biết là nhanh như thế nào đâu. Vì trước đó, vài tuần trước, tôi nói với quý vị, mỗi ngày tôi đi lên khoảng 22 hoặc hơn các cõi mới. Cho nên quý vị không biết được rằng sau đó, tôi đi lên hàng trăm cõi mới mỗi ngày, và rồi hàng ngàn.
Và bây giờ, ôi chao, nhiều hơn hàng ngàn. Tôi rất mừng. ولی الان نمیدونی با چه سرعتی هزارها رو طی میکنم راحت میرم بالا. Có lẽ thân thể tôi không cảm thấy mạnh lắm, nhưng về tâm linh tôi cảm thấy rất mạnh. شاید بدنم اونقدر قوی نباشه ولی در درون خیلی قوی هستم. I feel mighty. Tôi cảm thấy mạnh mẽ. Chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lòng thành tâm và tha thiết tu hành của người Iran, phần 3 của 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 12 tháng 5 2019 tại Đài Loan, Formosa. So if you allow me to vậy nếu quý vị để tôi tiếp tục bế quan, thì có lẽ một hồ ước mơ của quý vị sẽ trở thành hiện thực nhanh hơn. Nhưng như hiện giờ thì tôi không chắc. Tình thương của quý vị giống như cái bánh, cái bám víu vào quý vị không chịu buông ra. Và chúng ta có năm mới, năm cũ, Giáng sinh, lễ Phật Đản, lễ mẹ, lễ cha, ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư 1, 2, 3, 4, 5. Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng ta có quá nhiều ngày, quý vị luôn luôn có cớ để đến. اینقدر روزای مختلفی هست برای جشن گرفتن که شما عذر و بهونه میکنین این روزا رو و همتون اینجا میایین و رو دو tôi bằng những chương trình hay và میکنین با برنامه‌های قشنگتون good cakes what am I bánh phần chay ngon miệng tôi biết làm gì đây میذارین دیگه من چیکار میتونم بکنم I told you tuần rồi hoặc tuần trước đó tôi có nói với quý vị tôi sẽ bế quan một tháng ba ngày có không? Dạ có thưa sư phụ. Và ai đã nghe và ai không nghe? Cho dù có nghe quý vị vẫn đến nhiều hơn trước. I have to try to tôi phải cố gắng làm nhiều thứ okay, and balance và cân bằng nó, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. من باید تلاش کنم که همه چی رو مثلا بالانس به وجود بیارم بین همه چیزای کارایی که میکنم ولی همیشه آسان نیست. I just hope that I can do more. Tôi chỉ hy vọng có thể làm nhiều hơn trước khi rời khỏi thân phàm này. من فقط آرزو میکنم که بتونم بیشتر انجام بدم قبل از اینکه از این بدن خارج بشم. I feel time is tôi cảm thấy thời gian rất cấp bách. Pressing. Everybody heard? Mọi người nghe được chứ? Dạ. Yes. Đại lục, tiểu lục. Yeah? Mọi người, all tốt. Right. What is somebody cái gì? Có ai? Con đến từ Trung Hoa Đại Lục, ở nhà, có nhiều bạn đồng tu không đến được. Những người đến đây không tới 10%, hầu hết họ không đến được và nhờ chúng con gửi lời kính thăm sư phụ. Họ kính chúc Ngài vạn sự như ý, pháp thể an khang, tôi hiểu. Dạ, đồng thời sống lâu muôn tuổi. Cảm ơn nhiều. Chúc quý vị cũng vậy. Con xin nói về thể nghiệm tu hành được không ạ? Thể nghiệm tốt. Nói đi. Sau khi Ngài đến hôm nay,
Con thấy một vị rồng khổng lồ ở phía sau. Một vị rồng rất lớn, lớn quá ôm không xuể. Anh ấy nói rằng sau khi sư phụ đến, anh ấy thấy một vị rồng khổng lồ ở phía sau. Rồng là một điềm lành, bây giờ hay trước đây, vừa mới nãy, dạ vừa mới nãy hôm nay, khi sư phụ đến, hôm nay, đầu rồng ở đây và đuôi ở đằng mãi đằng đó, lớn vậy đó, quá lớn, ô không xuể, lớn đến vậy đó, lớn vậy hả? Ngài đi xuống và bay lên trời, tháp tùng theo ngài là một nhóm rồng nhỏ, mỗi vị dài khoảng 2 phân, họ rất nhỏ. Nhưng họ là một nhóm. Ngài bay phía trước và họ bay theo ngài. Trong số có 2 vị cá. Một vị cá lớn dài cỡ này. Một vị là cá diếc. Một vị là rùa già. Có 3 vị nữa đằng sau họ. Số còn lại là rồng. 2 vị cá và 1 vị rùa. Mà lát sau đều biến thành rồng. Con nói chuyện với mấy vị và hỏi mấy câu, vị ấy nói vị ấy là đồng tu từ Đài Loan. Con hỏi vì sao 3 quý vị lại là rùa và 2 vị cá. Anh ấy nói bởi vì trước đây đã phỉ báng sư phụ, nhưng sau đó đi theo sư phụ và liễu ngộ chân lý, nên cuối cùng đã trở thành rồng. Toàn bộ quá trình biến hóa chỉ mất 3 giây, bắt đầu với cái đầu và tới cái đuôi. Con chứng kiến từ đầu tới cuối, đến cuối cùng tất cả họ đều biến thành rồng. Con hỏi anh ấy, trong nhóm đó có bao nhiêu rồng? Đó là một nhóm khổng lồ, anh ấy nói có hơn 3 vạn. Con nói hơn 3 vạn sao? Cuối cùng khi rồng lớn lên, ngài dẫn họ bay ra biển và bay qua vũ trụ. Khi gặp các tinh cầu trên đường, họ có thể bay vòng qua và rồi bay tự do trong không gian. Thưa sư phụ, con thưa ngài, con thọ tâm ấn được 2 năm rồi, con thọ pháp vào năm 1994 mà hôm nay mới được gặp ngài. Trước đây con chưa bao giờ gặp ngài, tôi cũng thương anh, được rồi, cảm ơn anh. Hãy tinh tấn tu hành hơn, anh có thể thấy nhiều rồng hơn. Rồi còn ai khác, nói đi. Kính chào sư phụ, con đến từ Nội Mông Cổ, con là đồng tu từ Nội Mông Cổ của Đại Lục. Thưa sư phụ, con thương ngài, con rất biết ơn sư phụ, con thọ tâm ấn năm 1996. Con biết sư phụ đã ban cho con rất nhiều ân điển. Con muốn bày tỏ lòng biết ơn lần nữa, con muốn ngâm một bài thơ dâng lên sư phụ, được. Trời bao la đất mênh mông, chứng kiến thế gian thăng trầm, chúng sinh đau khổ, ân điển sư phụ vô bờ, xóa đi ác nghiệp bao kiếp, lòng từ bi vĩ đại, tình thương bao la, hồi sinh thế giới tiêu điều, ân điển vô biên tạo thiên đàng, đưa các đệ tử về quê hương. Sư phụ, ngài như mặt trời, chiếu vô lượng hào quang, đấng cứu thế, ngài thật nhân từ, ngài là đấng vô thượng trong càn khôn vũ trụ. Sư phụ ơi, ngài đã hy sinh vô vàn để cứu địa cầu. Chúng con hăng hái quảng bá lối dinh dưỡng thuần chay. Từ ngày thọ tâm ấn, con đã cảm thấy đây chính là chủ đề duy nhất của đời con ở Trung Hoa Đại Lục. Năm đó, năm 2010, con viết sách tựa đề Để Hòa Bình Bắt Đầu Từ Bán Ăn Của Chúng Ta. Sau đó con viết sách khác tựa đề Quan Điểm Của Chuyên Gia Ẩm Thực Về Lối Dinh Dưỡng Thuần Chay Để Cổ Vũ Lối Sống Thuần Chay. Con cảm nhận tình thương vĩ đại từ sư phụ trải rộng khắp vũ trụ. Con truyền bá lối sống thuần chay qua văn hóa truyền thống. Do đó con xin dâng sư phụ quyển sách này, Quan Điểm Của Chuyên Gia Ẩm Thực Về Lối Dinh Dưỡng Thuần Chay. Nếu được, con cũng hy vọng nhiều thành viên trong gia đình có thể phân phát cho đại chúng. Con tặng sách miễn phí, con đã tặng nhiều rồi. Sau khi đọc sách, một số người đã áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay. Con hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ăn thuần chay, càng nhanh càng tốt. Đây là để hưởng ứng lời kêu gọi của sư phụ. Con xin dẫn quyển sách này lên sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Được, cảm ơn anh. Sư phụ thật xinh đẹp. Ồ, cảm ơn cô. Chúc mừng sinh nhật sư phụ và chúc ngài ngày lễ mẹ vui vẻ. Cảm ơn cô. Từ các đồng tu Mông Cổ. Cảm ơn sư phụ. Từ đâu? Mông Cổ hả?
Mông Cổ ạ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều, không có chi. Cảm ơn quý vị. Người Cu và người Iran họ nói cùng ngôn ngữ Ba Tư hả? Dạ đúng ạ, thưa sư phụ. Chúng con học ở trường, bây giờ họ hòa bình phải không? Dạ khá hơn, đã khá hơn, cảm ơn ngài, tốt, tốt lắm. Thưa sư phụ, 3 năm trước, một trường học ở Adelaide đã sắp xếp cho các bạn chó hướng dẫn được mang đến trường học để giúp trẻ em mắc chứng tự kỷ, hội chứng đau và có các vấn đề về nhận thức và hành vi. Đến cuối năm, chương trình đã thành công nên năm ngoái trường mang vô một chú bé tên một chú chó tên là Lester. Bây giờ chú 1 tuổi rưỡi và trường có một chương trình dạy tiếng Anh chuyên sâu cho con cái của những người di cư và tị nạn. Và lúc ban đầu rất khó để thuyết phục các gia đình vì những trẻ em này đến từ các quốc gia như Pakistan, Africa, Syria, Iraq, Iran, Ả Rập, Saudi và nhiều nước ở châu Phi. Ở đó, trẻ em không được phép chạm vào chó hoặc đến gần chó. Nhưng bây giờ, thực sự, chú chó Lester là một thành viên của trường. Các em rất mến chú chó và chơi với chú. Và rồi Lester giúp mấy trẻ em này. Chú đúng là chú chó của quý vị. Và đôi khi con có mang để ra ngoài để cho chú đi dạo, thay vì đưa chú đến sân chơi với các trẻ em, con đưa chú đến nơi từng là trường mẫu giáo. Nơi đó chú chơi đùa, chạy xung quanh, đào hố cát để giấu gậy, rồi lần sau chú tới đào lại. Có lần khi đi đến lớp học và những lần khác, chú cứ đứng cạnh cửa, nhìn con và hỏi, hãy đưa con đi dạo. Và con nói, không, cưng à, bây giờ không được, có lẽ lần sau. Nên đó thực sự là chương trình tốt, tốt, có tiến bộ, tốt. Dạ, dạ, ở trường chúng con rất là tốt. Có lẽ sau này có nhiều hơn, dạ, có lẽ các trường học có thể áp dụng chương trình này, tốt. Thưa sư phụ, con xin chuyển thông điệp của liên lạc viên. Họ xin gửi tình thương đến ngài và họ thật sự biết ơn là ngài ban giải tình thương mỗi ngày trong đời, cho họ mỗi ngày trong đời. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn cô, chuyển lời tới họ giống vậy, rằng tôi thương họ, tiếp tục tu hành. Có ai khác muốn nói không? Được. Cảm ơn sư phụ, con thật vinh dự được gặp ngài hôm nay. Hôm nay là lần đầu con đến đây. Con từ Trung Quốc xin chúc sư phụ sức khỏe dồi dào. Cảm ơn anh. Cảm ơn sư phụ, con xin phép hát dâng sư phụ ạ. Sư phụ, con xin ca ngợi ngài. Vì ngài thương con, tình thương ngài lan tràn khắp cõi càn khôn, chan hòa khắp núi sông. Tình thương ngài cứu độ biết bao người. Tình thương ngài khích lệ đời sống chúng con. Ai mà không đảnh lễ tôn kính ngài? Ai mà không muốn hát lời ca ngợi ngài? Đại sư phụ của chúng con, Thượng đế vĩ đại của chúng con, chính ngài nâng chúng con ra khỏi sầu khổ, thoát khỏi đau buồn. Chúng con không thể diễn tả hết chân tình đó của ngài. Chúng con không thể ca ngợi đủ sự công chính của ngài trong miền đất bao la. Ai mà không cảm tạ và ca ngợi ngài? Xin hết ạ. Cảm ơn anh. Anh sáng tác hả? Anh tự sáng tác ca khúc đó hả? Dạ. Được, tốt. Cảm ơn anh. Còn ai muốn hát nữa không? Con xin hát một bài. Cô cũng muốn hát, thật sao? Mọi bàn tay vẩy nước lên đó hoa cát tường để bông hoa nở rộ hương. Cảm ơn quý vị. Hàng ngàn bông hoa, hàng vạn bông hoa cũng không thể sánh bằng bông hoa thiện lành của sư phụ Thanh Hải nở suốt bao niên kỷ. Tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác,
hương hoa đượm tâm con, màu hoa đỏ thắm rực rỡ, sáng soi chư Bồ Tát, chư Bộ Thanh Hải với Thượng Sư trồng bông hoa thiện lành, chư Bồ Tát tưới hoa, mọi bàn tay vẩy nước lên bông hoa cát tường, để hoa hương hoa nở rộ, chư Bộ Thanh Hải với Thượng Sư trồng bông hoa lành, chư Bồ Tát tưới hoa, mọi bàn tay vẩy nước lên bông hoa cát tường, để hoa nở rộ hương, sư phụ Thanh Hải vô thượng sư trồng bông hoa lành, chư Bồ Tát tưới hoa, mọi bàn tay vẩy nước lên bông hoa cát tường, để hoa nở rộ hương, cảm ơn nhiều. Cô hát được mấy bài nốt cao vậy sao? Ta thương người. Người kế: kính chào sư phụ, con xin hát dâng ngài được không? Được. Không thơm như hoa, chẳng cao như cây, con là ngọn cỏ tầm thường, chẳng bao giờ cô đơn lo lắng. Ngài thấy đó, bạn hữu của con khắp chân trời góc biển, làn gió xuân khiến con tươi xanh, thân con nắng rọi, núi sông nuôi dưỡng, mẹ địa cầu ôm chặt. Thưa sư phụ, con xin kính chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô, cảm ơn sư phụ. Ngài thương con rất nhiều. Được rồi. Thưa sư phụ, con đang quảng bá lối dinh dưỡng thuần chay. Con làm thức ăn nhanh và giao cho khách, giao bữa ăn thuần chay mỗi ngày. Con biết và cảm nhận, không phải con làm mà là sư phụ làm. Tốt. Khi con giao bữa ăn, vài khách hàng bảo con giao lớn. Cơ hộp đây. Khi giao lớn tiếng như vậy, con cảm thấy đó không phải là con đang giao, mà là sư phụ giao lớn cho con. Cảm ơn sư phụ. Ngài thương con thật nhiều. Tốt. Cảm ơn cô. Kính chào sư phụ. Chúc mừng sinh nhật sư phụ. Con đến từ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên con đến gặp ngài. Con rất cảm động và phấn khởi được gặp sư phụ. Đồng tu ở Trung Quốc, mấy sư tỷ lớn tuổi dùng mọi cách để bày tỏ tình thương của họ với sư phụ. Họ rất dễ thương. Tất cả đều do tình thương vĩ đại của sư phụ dành cho đồng tu Trung Quốc, nên họ rất dễ thương. Con kinh doanh thuần chay, bắt đầu từ năm 2010. Con đã quảng bá thuần chay được hơn 4 năm rồi. Quảng bá thuần chay thực sự không dễ. Tuy nhiên, chính phủ đang càng ngày càng ủng hộ việc quảng bá lối dinh dưỡng thuần chay. Tuyệt vời. Họ hỗ trợ chúng con quảng bá bằng văn hóa truyền thống. Con là người cổ vũ. Con cảm thấy rất vinh dự được làm những việc này. Con cũng cảm thấy rất vinh dự được làm đệ tử của sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cảm ơn sư phụ. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn sư phụ. Chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lòng thành tâm và tha thiết tu hành của người Iran, phần 4 của 4 phần, trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 12 tháng 5, 2019, tại Đài Loan, Formosa. Kính chào sư phụ kính yêu, con đến từ Trung Quốc, con là người khuyết tật, đã bị liệt 3 năm rồi. Cho dù phải bò, con cũng muốn đến gặp sư phụ hôm nay vì con tin chắc sư phụ là Thượng Đế thật và Phật thật, cho nên hôm nay con ở đây.
Hôm nay, thấy sư phụ đã làm rất nhiều cho hòa bình giữa Đài Loan, Trung Quốc và đồng tu người Đài Loan. Thật tốt bụng và thân thiện, con hết sức cảm động và vô cùng biết ơn. Do đó, con xin cảm ơn sư phụ đã cống hiến rất nhiều cho Đài Loan và Trung Quốc. Kính chúc ngài sức khỏe thật dồi dào và chúc mừng sinh nhật ngài. Chúc ngài khỏe mạnh, trường thọ và trẻ mãi. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ ơi, con thương ngài mãi mãi, không bao giờ rời xa ngài. Ngài là vua của mọi vũ trụ, là mẹ của vũ trụ. Ngài là thượng đế toàn năng, là đấng tối cao cứu rỗi linh hồn chúng con. Ngài là vị mẫu thân từ bi bác ái mà chúng con không bao giờ có thể đủ học. Sư phụ ơi, sư phụ cân bằng mọi vũ trụ. Có ngài, thế giới hòa bình, không tai họa, không khổ đau, mọi chúng sinh sống trong tự do và hạnh phúc. Có ngài, đệ tử có thể giải thoát cho một đời, không phải chịu luân hồi trong lục đạo nữa. Có ngài, đệ tử chúng con có thể đạt đại khai ngộ, đạt đại trí huệ, thành tựu tâm linh và rồi giống như ngài. Xin chúc Phật thể ngài trường thọ vĩnh hằng. Sư phụ ơi, ngài biết không, nhờ nỗ lực không ngừng của đệ tử, địa cầu có thể tồn tại 20 năm nữa, 50 năm nữa, hàng trăm hàng vạn năm nữa, ngay cả hàng tỷ năm nữa. Và bây giờ cơ bản đệ tử của ngài còn nỗ lực tu hành hơn nữa, dưới sự dạy dỗ của ngài đạt đại khai ngộ trí huệ và đắc đạo, chúng con sẽ giúp ngài hoàn thành sứ mệnh. Ngài đã bảo đồng tu giúp đỡ và kết bạn với muôn loài chúng sinh, đối đãi với họ như láng giềng. Ngài sẽ thăng hoa địa cầu tới vũ trụ vi mô để trở thành chiếu sáng mỗi ngày, để mọi chúng sinh địa cầu đoàn kết quanh ngài, giữ dinh dưỡng thuần chay và tu pháp môn Quán Âm. Mọi tấm lòng gắn kết thành một sợi dây, biến địa cầu thành một khu vườn đẹp rộng lớn như thiên đàng tại thế, để mọi chúng sinh gồm động vật và thực vật thực sự vui hưởng. Trên ngôi địa cầu này, địa cầu sẽ thực sự hạnh phúc, an bình và thuận lợi, trường tồn mãi mãi, thế hệ này sang thế hệ khác, để mọi gia tộc vui hưởng tình thân, để con cái mẹ cha thầy trò sum họp vui vầy, và để ăn uống cùng nhau mỗi ngày học hỏi thiền định và tu hành với nhau. Mọi người hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn thượng đế, cảm ơn cô. Cô nói lưu loát quá, thậm chí không cần bàn thảo mà cứ nói liên tục. Cảm ơn nhiều nhé. Còn ai nữa không? Kính chào sư phụ xinh đẹp, nói đi. Trước khi đến đây, con cảm thấy con đã nhận sự khích lệ từ sư phụ. Mấy tháng gần đây, con đã nhận nuôi một số mèo con và chó con. Trước khi đến đây, con đánh mất thiên trang có tên là may mắn, nhưng trong lòng con không nghĩ nó là mất. Và ngày trước khi đến, bỗng nhiên con tìm thấy nó trong khay nữ trang. Lúc đó con nhớ lại rằng một ngày khoảng giữa trưa, trong lúc thiền, dường như con ngủ thiếp đi, lúc đó thấy sư phụ đi vào phòng với các chú mèo và chó chạy theo ngài. Rồi ngài nói, Anan đã chăm sóc mèo con và chó con với tình thương, cô ấy cũng đang canh tác hữu cơ thân thiện sinh thái, ta phải cho cô ấy một chút khích lệ. Sau đó con tìm được chiếc nhẫn, con tìm lại được chiếc nhẫn may mắn. Lúc nào con cũng cảm thấy mình may mắn, bởi vì con theo sư phụ, tốt lắm. Lần này con đã thỉnh thiên trang thức tỉnh. Năm ngoái, con có một vài vấn đề giữa con với một sư huynh, thành ra con mất vài món thiên trang. Bây giờ con ngộ ra rằng sư phụ biết hết mọi việc và thấy tất cả mọi việc. Khi ngài ban gì đó cho chúng con, đó là khi chúng con làm tốt, sư phụ tự nhiên khích lệ chúng con. Đó là thể nghiệm của con. Và cả ngày hôm sau, khi nhìn thấy sư phụ, toàn bộ cánh tay, chân và mặt con đều rung động, thậm chí máu trong người cũng vậy. Hai cánh tay con cứ run lên, giống như khi con gặp ngài lần đầu chiều hôm trước đó. Không có lý do gì mà con khóc hơn 4 tiếng. Đó là lần con khóc lâu nhất. Trong khi khóc, con đã tha thứ cho nhiều người và bỏ qua nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Ồ tốt. Rồi sau hôm sau con gặp lại sư phụ, cho nên con biết sư phụ liên tục gia trì cho con. Cảm ơn sư phụ.
Được rồi, con sẽ tiếp tục tinh tấn tu hành. Cảm ơn sư phụ về sự khích lệ của ngài. Được, cảm ơn cô. Không sao, miễn cô vui là được. Kính chào sư phụ. Con xin phép chia sẻ một thể nghiệm rất tốt với sư phụ và đồng tu. Như thế này, thưa sư phụ, khi đến Đài Loan, bế quan hàng năm chúng con có đi máy bay rất thường xuyên. Ban kinh sách của sư phụ đã phát hành sách nấu ăn thuần chay do đồng tu tại Đài Loan biên soạn. Đó là cuốn sách tuyệt vời, dạy cách nấu đủ các món ăn, ngay cả cách chế biến thịt thuần chay cũng được trình bày rõ ràng. Mỗi lần du khách đi bằng máy bay, con luôn phát sách đó cho các tiếp viên. Lần trước con tặng sách cho ban phục vụ ẩm thực trên máy bay và cũng viết một lá thư gửi họ trước khi bay chuyến bay đó. Con vui mừng tìm được cuốn sách này chỉ có 4 bản, và con mua tất cả, đồng tu bán cho con rất lẻ, chỉ 20 đài tệ. Với giá vốn, con phân phát sách và gửi họ trên máy bay. Con nói con cảm thực sự cảm kích. Bây giờ dinh dưỡng thuần chay là xu hướng toàn cầu và thịnh hành, và cũng rất lành mạnh. Họ có thể làm những bữa ăn thuần chay thịnh soạn hơn và đa dạng hơn. Con cảm ơn họ và tặng họ một cuốn sách công thức thuần chay này. Các tiếp viên hàng không rất vui. Con có một ít thức ăn gia trì từ đạo tràng nên đã tặng họ một túi quà gia trì để cảm tạ sư phụ phục vụ về sự phục vụ của họ. Đây là bánh quy thuần chay. Họ chưa hề biết là có rất nhiều loại thức ăn thuần chay như vậy. Họ rất vui. Họ thật sự quan tâm về vấn đề này. Con thật sự ngạc nhiên khi một tiếp viên hàng không yêu cầu con viết bình luận của hành khách. Cô ấy nói nát nữa chúng tôi sẽ chuyển cuốn sách công thức này đến ban phục vụ ẩm thực. Còn bây giờ xin vui lòng viết bình luận lần nữa cho bản thăm dò trên chuyến bay. Thế là con viết lần nữa cho họ. Họ rất vui và con cũng vui vì đã làm xong việc này. Trên đường về, con đi đường sắt cao tốc. Con yêu cầu bữa ăn thuần chay là dịch vụ đường sắt nhanh nhất ở Trung Quốc. Chi phí còn cao hơn đi máy bay. Con yêu cầu bữa ăn thuần chay, nhưng thực đơn của họ không có. Con cũng đề nghị tương tự, viết cùng một ý kiến và tặng họ sách công thức thuần chay. Con cũng tặng họ bánh quy thuần chay và thức ăn khác. Họ rất vui. Người tiếp viên hỏi con, tôi cũng muốn ăn thuần chay, tôi bắt đầu như thế nào? Con nhân cơ hội này tặng họ quyển sách. Họ vui mừng đón nhận và rất vui. Tốt. Sau khi làm việc này, con cảm nhận được gia trì rất lớn và ngộ được vài điều. Có những điều mà trước đây con không hề nhìn thấy, nay trở nên rõ. Cảm giác như con thấy bầu trời sau mưa tan. Con hy vọng đồng tu có thể làm tương tự khi họ du hành trên máy bay. Con nhận thấy người ta rất cởi mở đón nhận quan điểm của mình, rồi thế giới sẽ thay đổi rất nhanh. Con chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn sư phụ đã ban phước lành. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô. Người kế. Đây là lần đầu tiên con được gặp sư phụ. Con đã tới Bắc Kinh 7 lần mà vẫn không xin đi Pháp được. Con đã nộp đơn xin thị thực để đến đây cũng không được. Cuối cùng hôm nay con ở đây và được gặp sư phụ, cuối cùng đã thành công. Con xin chúc mừng ngày lễ mẹ. Ồ, chúc mừng. Kính chào sư phụ. Con biết ngài là nhờ đọc một quyển sách. Kể từ đó, con khao khát được gặp sư phụ. Con đã khao khát điều này trong 2 năm qua. Hôm nay đầu tiên khi gặp sư phụ, con vui mừng khôn xiết. Con có một ý nghĩ. Bởi vì con đã 7-8 tuổi, nếu con cứ tinh tấn tu hành pháp môn Quán Âm, con có thể qua đời mà không đau ốm không ạ? Con có thể chết
mà không đau ốm không ạ? Ý bác ấy muốn hỏi là chết bình an phải không? Chết trong khi ngồi thiền. Tôi không biết, còn tùy vào nghiệp của bác. Con cảm thấy con vẫn chưa tinh tấn tu hành pháp môn Quán Âm cho lắm, nhưng mọi việc trong đời sống hàng ngày đều rất suôn sẻ. Bác đừng bận tâm làm gì, con có rất nhiều thể nghiệm, khi nào chết bác sẽ biết. Bây giờ hỏi sớm quá. Nếu bác có thể nghiệm là tốt, là được rồi. Con xin chia sẻ một trong những thể nghiệm của con với Ngài. Trong lúc cộng tu, con thấy sư phụ trong một trang phục tuyệt đẹp như mọi khi, cùng bước bên ngoài là một vài vị thần. Trong khi con đang cộng tu, con thấy sư phụ, Ngài rất đẹp và Ngài mặc trang phục đẹp như mọi khi, và lúc đó Ngài nhìn đẹp nhất, và Ngài cùng với bốn thiên thần. Sư phụ ạ? Tôi hả? Lúc đó sư phụ có những thiên thần xinh đẹp bên cạnh, và Ngài phái họ đến với nhóm cộng tu của chúng con, và rồi họ lặng lẽ rời đi. Đa số khi con thiền, sư phụ đều đến, sư phụ luôn luôn ở đó. Con có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Trong khi con thiền, sư phụ đến với những bốn thiên thần xinh đẹp, và Ngài phái những thiên thần này đến giữa chúng con, và từ từ Ngài rời khỏi đó. Nhưng con luôn cảm nhận lúc có sư phụ trong lúc thiền. Con xin cảm ơn về tình thương này. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Cảm ơn sư phụ vô vàn. Cảm ơn tất cả tình thương của Ngài. Không có chi. Yes. Nói đi. Con mừng được ở đây. Thưa sư phụ kính yêu, chúng con thương Ngài rất nhiều. Và Ngài biết không, chúng con yêu quý Ngài biết bao. Con rất vui mừng được ở đây với Ngài. Thưa sư phụ, con thương Ngài rất nhiều, và Ngài biết tình thương này, chúng con thương Ngài biết bao. Con thọ tâm ấn được 3 năm 2 tháng rồi. Nhưng trước đây con từng dùng năng lượng vũ trụ như Reiki và năng lượng khác. Câu hỏi của con là như vậy. Nhưng trước đây con tập luyện mấy thứ khác như năng lượng Reiki. Con từng dùng năng lượng Reiki. Reiki, con xin lỗi sư phụ, trị liệu Reiki. Trị liệu bằng năng lượng Reiki. Con xin hỏi sư phụ kính yêu là con muốn biết phương pháp mà con từng dùng trước đây có tạo nghiệp cho con không? Và con có thể tẩy xóa nghiệp đó bằng pháp môn Quán Âm không? Câu hỏi của con là trước đây con đã dùng phương pháp này, nó có tạo nhiều nghiệp cho con không? Và con có thể xóa nghiệp này bằng pháp môn Quán Âm không ạ? Tất nhiên rồi. Tốt hơn là đừng làm vậy nữa. Đó có phải là công việc của cô không? ریکی همین انرژی ریکی که می‌کردی استفاده می‌کردی کارت بود یا چی کار می‌کردی با اون برای درمان con thường dùng để chữa bệnh và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, đôi khi chữa cho người ta, chữa cho bản thân, hoặc cho bản thân hay cho người khác, cho bản thân và cho người khác. Đôi khi con dùng nó để chữa lành cho mình và cũng cho người khác nữa, và dùng nó khi con phải phấn đấu với vấn đề gì đó. Tốt hơn hãy để Thượng Đế làm. Cảm ơn sư phụ. Cho bản thân cô có lẽ được. Nếu không phải là công việc thì không cần. Chúng ta có bác sĩ, có nhiều hệ thống chữa bệnh khác. میگه که اگه کارت نبوده پس بهتره که این کار رو اجازه بدی دکترها انجام بدن چیزای دیگه انجام بدن. Hello master. Kính chào sư phụ, chào cô. Con xin chúc mừng sinh nhật Ngài và chúc mừng lễ mẹ. Cảm ơn cô, con có điều muốn hỏi Ngài. Có một điều đang làm phiền con.
Khi thiền, con rung lắc rất nhiều. Làm sao con khắc phục ạ? Thì đừng có rung lắc nữa. Con không kiểm soát được. Không sao, cô nghỉ một chút. Uống chút nước lạnh. Rồi thiền trở lại. Hoặc đi bộ. Hãy vận động đôi chút. Để giải tỏa năng lượng vật chất. Trước khi thiền. Sư phụ, đó có phải là... Chúng ta có năng lượng vật chất, có năng lượng siêu linh, có năng lượng cảm xúc, các loại sinh lực này. Đủ loại mọi năng lượng hỏa hầu là năng lượng được cuốn xoắn từ đáy cột sống. Và đôi khi nó đi lên. Nếu tu tập Kundalini Yoga thì nó sẽ đi lên. Nhưng cô có tu tập cái đó không? Không ạ, nhưng con cảm thấy năng lượng đến từ dưới cùng, từ đáy, nhưng nó lại không di chuyển lên. Rồi ý con nói toàn thân con cứ rung lắc nhiều. Vậy thì đừng để ý đến nó, chỉ cần niệm năm hồng danh, tập trung nơi cần tập trung, hiểu chứ? Dạ. Và trước khi thiền hãy tập thể dục để giải tỏa một số có lẽ suy nghĩ hay ảnh hưởng phủ định bị dồn nén từ người khác hoặc từ bản thân quý vị nghiệp, rồi mới ngồi thiền và luyện tập cách trở lại mà tôi đã dạy quý vị. Không biết, cô không biết hả? Trước khi thiền cô nằm phẳng và hít vào qua mũi. Hít vào thật lâu, thật sâu. Hít vào dẫn không khí xuống đến tận đan điền, gần vùng bụng, cho đến khi nó trở nên đầy. Và sau khi đầy lên, cô dẫn nó lên đến ngực và rồi lên đầu. Và thở ra bằng miệng và cũng tưởng tượng nó đi ra. Do a couple of times, làm vài lần or six times, hoặc sáu lần. Before that, do exercise. Trước đó tập thể dục. Maybe you are young. Có lẽ cô còn trẻ nên có rất nhiều năng lượng bị dồn nén bên trong. So do some vậy tập vài exercise. Động tác thể dục. Okay. The exercise that you những like động tác to, mà cô thích. Even just, cả như nhảy dây, do push up at home, hít đất tại nhà, or running a little bit, or hay chạy một chút hoặc place. Chạy tại chỗ. Giải tỏa một số năng lượng, loại sinh lực trẻ trung tràn đầy. Rồi sau đó hít thở để bình tâm lại, sau đó mới thiền. Như vậy sẽ tốt hơn. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Kính chào sư phụ, chào. Đây là lần đầu tiên con đến miền đất mới. Thật sao? Dạ. Tôi tưởng tượng đã gặp cô rồi chứ. Ở miền đất mới, đây thì chưa, có lẽ ở Tây Hồ hoặc Cao Hùng dạ. Nhưng khi bước vào đây con hết sức ngạc nhiên. Vậy à, ở miền đất mới, màu sắc, cây cối, mọi thứ. Ngài đã nghĩ về nơi trú cho chúng con ở đây, các tòa nhà được che chắn khỏi tất cả các yếu tố thời tiết khác nhau. Và con nghĩ, trời ơi, sư phụ của con cưng chiều các con cái của Ngài quá mức. Cảm ơn sư phụ, con thương Ngài, không có chi. Và nhân viên của Ngài, sư phụ có các nhân viên, họ dọn sạch sẽ toàn bộ phòng, gọi mọi người lên phòng, trưng bày nghệ thuật rất nhanh. Con Nguyên là sĩ quan cảnh sát mà không thể di chuyển cả một đám đông nhanh như vậy, và họ di chuyển mọi người rất nhanh, một cách có trật tự, họ làm việc rất chăm chỉ. Chúng con thật may mắn, tôi biết, chúng con thật có phước, tôi cảm thấy cảm kích rất nhiều, tôi cảm thấy may mắn có được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên này. Dạ. Họ làm việc với niềm vui. Dạ, cảm ơn sư phụ, con thương Ngài. Tất cả họ đều thương cô. Một câu hỏi ngắn. Khi vượt lên đẳng cấp Atula và sự tu hành tinh tấn,
thì chúng con sẽ luôn thấy cảnh giới bên trong không ạ? Hay là chúng con chỉ lên tới đẳng cấp nào đó thì sẽ chỉ là năng lượng thôi? Cái gì? Năng lượng gì? Sẽ chỉ là năng lượng thôi, chứ không thấy các cảnh giới nhiều nữa. Khi đã vượt qua đẳng cấp Atula, sau khi vượt qua đẳng cấp Atula, cô cảm thấy nhiều năng lượng hơn? Không ạ, con đang hỏi. Khi đã vượt qua cảnh giới Atula, thì có các cảnh giới đấy các còn quan trọng nữa không? Vision is not no longer important. That is more of energy. Is cũng tùy người. It depends on a person. Okay, some people see vision. Có người thấy cảnh giới. Có người cảm thấy chấn động lực. Some people feel different. Có người cảm thấy những cảm giác khác nhau, sung sướng hoặc vui thích. Or pleasure. Okay, but this always you have to concentrate. Nhưng luôn luôn cô phải tập trung. At the third eye, vào mắt thứ ba, dù cô có thấy cảnh giới hay không. Con hiểu thưa sư phụ, và luôn luôn nhớ sư phụ năm hồng danh và món quà nếu có. Thank you, Master. Cảm ơn sư phụ.